tí gọi là đất chật người đông, một gọi là một cái vùng đất mà tận bốn đang ở này phải gọi là lực bất em ạ. Một thanh niên nhá, gì gì, tiếp nào, một thanh niên nào. À không biết mình đang tiến tới à. Úi giời, lợi thế lợi thế vẫn trưởng ra. Úi giời ơi, lại thêm bạn nữa rồi. Mạng cuối cùng của tôi em ơi, sắp win đến đích rồi. Quả này mà không win nữa bây giờ lạ nào. Nào đâu, đâu rồi? Người đâu rồi? Mình nghĩ là nó chỉ ở quanh đây thôi. Đâu rồi, em đâu rồi em ơi? À đây rồi, em chạy bò, đây chạy bò này em ơi. Chạy đâu khỏi nắng. Úi rồi, anh chạy cho chú nó tắt nắng rồi này. Ăn liều đi em ơi. Ôi chết, ấn nhầm bật tính năng rồi. Nào, ăn liều đi. Ăn liều đi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn xem thêm một video nữa. Và mọi người có thể thấy là ở cái video lần này ấy, thì mình sẽ tiếp tục là sử dụng cái bộ đồ người nhện để leo danh tiếp cho một người coi. Ở đây thì chúng ta đã khám phá ở xong cái khu vực thung lũng rồi. Và vừa mới gọi là lên phía trên khu vực này thôi là chưa gì chúng ta đã thấy kẻ địch rồi. Và thằng này nó trốn ở trong nhà rồi này em ạ. Lũ đạn né né đi. Ăn liều đạn đi mẹ, ăn thêm quả liều nữa đi. Trời ơi, ô, thằng này nó có cái kỹ năng CR7 à. Nhưng mà ông yếu trốn được. Chọc mù mắt tao đi. Chết à? Chưa chết này. Dăm ba cái quả kẹo. À, thằng ấy định vuốt vào đầu mình mọi người ạ. Thằng định vuốt vào đầu tôi này. Tử chơi tôi mà dễ à. Cái gì ấy? Ô, bắt đầu heo cái gì vậy? Tôi vừa mới xử lý thằng này xong mà chưa gì thằng khác nó đã bắt đầu lòi ra rồi. Mấy ông cứ bình tĩnh thôi, làm gì gọi là máu chó thế. Tôi có làm gì ông đâu mà tự nhiên ông nhảy ra bắn tôi được cái gì đâu. À, vãi trưởng ra. Động thay ông đùa tôi đấy à. Tôi có gây thủ kết oán với ông đâu mà tự nhiên ông cầm súng bắn tôi vậy. Thì ra mày chọn cái chết. Ê, thôi xong, quả này là ông chọn cái chết rồi. Ê, bây giờ là mình đang có được cái khẩu súng trường AK trên người này. Kèm theo đó là cái scope bonic luôn. Thì với cái bộ trang bị này chắc chắn này nó sẽ vỡ đầu với mình luôn đấy. À, đấy, ông cứ cắn trộm tôi đấy. Nào, ra là solo cắn sọ nào. Đố ông chơi tôi ấy. Bắn đi. Nào, ra đây. Nào, bắn tôi lại. Dễ vãi luôn. Bắn tôi lại. Rồi ôi. Còn quặng máu như thế mà cũng ra bắn người ta. Thằng này mày láo nháo thật sự luôn đấy. Gọi người ta có câu là đã yếu thì đừng có mà ra gió. Đây ông đã yếu thì ông cứ ra gió này, gió lại quật cho bay người ra chứ đùa đâu. Ở nhà nhằng với tôi tưởng được à hả? Ok, vậy là chúng ta đã có được cái mạng vùng thứ hai rồi. Và rất là đơn giản với các bạn, đó là chỉ cần gọi là cầm cái khẩu AK này bắn cho vài viên cái là thằng này là đất. Thì có nghĩa là ông ấy ông đã bị bắn yếu từ trước rồi. Mà chả hiểu sao lại gọi là vẫn cầm cái khẩu súng tiểu liên VSS bắn mình. Mình đảm bảo đây là cái khẩu VSS luôn em ạ. Chắc phát đồ cũng biết này. Đấy, em thấy không? Mọi người biết tại sao mình biết không? Cái khẩu VSS ấy thì khi mà bắn xa các bạn, thứ nhất là các bạn sẽ được trang bị sẵn cái scope bonic ở trong cái khẩu súng này. Và ngoài ra cái điều thứ hai là nó sẽ được trang bị thêm cái lòng giảm thanh nữa. Nên là khi mà các bạn bắn thì nó sẽ không bao giờ ra cái âm thanh của tiếng súng đâu. Câu quả liệu lên phía trên này. Tôi vừa thấy là cái UAV quét phát là có người. Khả năng cao ở trên nhà rồi em ạ. Làm check thử trong nhá. Nào, ra đây, không phải trốn đâu. Tôi có quả liệu tráng này, này thì trốn ở trong này này. Ông tưởng tôi không biết à? Ra đây, ăn quả liệu tráng mà nó vẫn lì ở trong. Ơ, đâu rồi? Tôi cứ tưởng là thằng này nó ở lì ở trong cơ mà thích quái là bây giờ lại không thấy em ạ. What the hell? Cái UAV nó quét ở quanh cái khu này nó thấy con chấm đỏ thì chắc chắn là trong cái nhà này có người. Thích quái là mình ra cái là mình không thấy thằng nào gì. Kỳ lạ thật sự luôn đấy. Mình đang nghĩ là khả năng cao ấy là thằng này nó đang ở trên mái nhà. Đấy, chúng ta sẽ thả cái trang bị mini drone ra. Đấy, bây giờ ấy, khi mà trong cái phiên bản cập nhật OB26 này thì mình thấy đây là một cái trang bị nó rất là hữu dụng luôn. Nhưng mà các bạn phải biết cách sử dụng nhá. Đấy, tôi vừa sử dụng cái này cái là biết ngay là có một thằng ở trong cái căn nhà rồi. Nhưng mà chẳng qua không biết ở vị trí nào thôi. Trước mắt là chúng ta sẽ kiểm tra trên mái nhà trước mọi người nhá. Nào, check thử phía trên nào. Ơ, không có à? Ồ, nếu mà mái bên này không có thì khả năng cao ở mái bên kia. Bởi vì rõ ràng là mình kiểm tra các gian này mà không thấy đâu ấy. What the hell? Ơ, bên này không có đây này bạn. Thằng này cứ toàn ẩn xuất hiện này thì bố ai mà tìm được. Từ từ để tôi chạy vào trong nhà xem nào. Trên nhà hay là nó ở trên mái nhỉ? Trên mái không có. À, thằng này nó trốn ở đâu trốn kỹ vậy anh em? Tìm hoài mà không thấy luôn. Ê, à đúng rồi, còn một gian mình chưa kiểm tra bên trong này. Ơ, tôi vừa thấy một thằng hay sao ấy đúng không? Ơ, ngồi ở đây. Ôi giời ơi. Ông này bị gọi là bị táo bón hay sao tự nhiên ngồi ở đây làm cái gì? Trời ơi, xong chạy vào nhà vệ sinh mà gọi là xử lý giải quyết đi. Gọi là ngồi chỗ này là nó không có vệ sinh gì đâu ông nhá. Đó, ui giời ơi, vậy là tôi có được mạng ngủ thứ ba rồi, đơn giản vãi trưởng luôn em ạ. Đấy, gọi là vừa lướt qua, lướt lại một cái là chưa gì đã có được mạng thứ ba rồi. Ơ, mạng thứ 4 này, nào, mạng thứ 4 này em ơi, ui giời, vút vào đầu rồi, vút vào đầu thì vẫn chưa chết. Trời ơi, người ta còn đến là đẳng cấp em ơi, em thấy gì chưa? Ok nhá, ra lúc xác thiên luôn này, trích thử đồ bên trong cho vào. Ờ, có đạn súng gan này, ui, thằng này một đống bông keo đây em ạ. Thôi xong, quả này, gọi là xài bông keo, xài đến già luôn em ạ, xài đến tận cuối trận ra cũng không hết mất. Thằng này trùm bông keo luôn mà thế quá là gọi là mình vứt tâm vào đầu cái mà không thèm dựng bông keo ra. Rồi thằng này gọi là chán sống thật sự rồi em ạ. Thôi được rồi, bây chúng ta sẽ tiến ra cái khu vực khác mọi người nhá. Ô, mình nghe thấy quay khu này có tiếng súng. Ở dưới này có bông keo này. Ơ, à, tính đến chạy xe. Chạy đâu bạn ơi. Ô, mà quên mất cái con xe mà nó chắc này, cái tốc độ nó hơi chậm. Mà đằng sau nó có 3 thằng mặt kìa. Trời ơi, tha cho tôi ý chứ.
để yên, gọi là cho tôi sống sót gọi là một tí thôi, và cho tôi cho tôi có một tí góc thở thôi. Ô, thằng này nó nhỏ này, mà nó chạy trước mình, nó còn chạy cợt nhả à? Xuống xe bán nó luôn nào. Mày bởi sủi oai. Cái đậu xanh rau muống thằng này nó coi mình như một trò đùa, phải xử nó, phải xử nó thôi em ạ. Mình yếu rồi, mày yếu rồi, mình cứ trốn vào, mày cứ gọi là cứ chui giúp vào cái trong nhà đi để qua lại. Đây là Hà Nội xin của tao, sao cơ đừng có dại bật sân năng. Dăm ba mấy khẩu súng bắn tỉa à? Ông là best súng bắn tỉa à? Thế là tôi là best súng gan đấy, ông hiểu không? Và vẫn đùa với tôi vẫn được à? Nhổ nhào nhằng gặp tôi như gặp bố ông ấy, phải gọi là phải chào hỏi lễ phép vào, hiểu không? May ra tôi mới tha cho. Ok được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến ra cái khu vực khác thôi. Nhưng mà trước mắt là bây giờ là, nãy giờ là mình đã lấy được khá là nhiều hiệu. Vì thế là bây giờ mình sẽ đổi ra cái trang bị, đấy là mini drone mọi người ạ. Cái trang bị mini drone này, nếu mà các bạn nào mới chơi ấy, thì các bạn sẽ không biết được rõ về cái công dụng của cái mini drone này. Đấy, thì cái mini drone này nó sẽ cho các bạn biết được những cái vị trí kẻ địch. Một cái điều mà mình khá là thắc mắc đấy là khi mà chúng ta sử dụng cái trang bị mini drone này ấy, và khi mà đã hiện ra cái vị trí kẻ địch rồi, mọi người biết là khi mà mọi người để ý là cái UAV như bình thường thì chúng ta vừa có thể nhìn thấy địch và địch này vừa có thể nhìn thấy chúng ta. Còn đây là với cái trang bị mà mini drone từ chính tay mình sử dụng thì không biết là địch nó có nhìn được cái vị trí mình hay không ấy. Đấy, đấy là cái câu hỏi mà mình đặt ra, mình cũng chưa gọi là kiểm nghiệm. Thôi bên này cũng bỏ lạc em ơi. Ôi giời ơi, đứng trước mặt nhau lại bước qua đời nhau này. Bắn nào à? Bắn nhau à? Ra đây. Ôi tôi sợ quá cơ. Ra đây. Ra đây nào. Ôi nó câu lưu, nó câu lưu. Ôi giời ơi, bật tính năng lên, bật tính năng xe máy đấy. Ôi khỏi cần, mày quá may mà né được em ạ. Mà ghét mấy thằng câu lưu vãi trưởng luôn. Ông tưởng mỗi mình ông câu lưu à? Ăn quả lựu đạn tôi đi. Nhà tôi gọi là bán toàn lưu đây, anh em hiểu không? Ui giời ơi, vẫn dính được 15 máu. À thằng này khả năng cao, nó có sát thương nổ em ạ. Nào thả thêm cái UAV nữa. Ui vãi trưởng, một cái ổ mại dâm luôn. Một phát là hai thì nó trốn ở ngay phía trên nhà. Cái đậu xanh, ông đùa tôi đấy à? Nào, ông câu lưu phía trên làm gì? Ui rồi, câu đi đâu bạn ơi? Ui rồi, bay đi đâu? Chạy đi đâu vậy? Quả là ông chết chắc phải tôi rồi, để tôi dâng lên phía trên. Quả là tôi tiễn ông lên thiên đàng luôn. Lên thiên đàng nè. Trời ơi, easy luôn. Cuốn máu nữa nào. Rồi, chỉ có một thanh niên nữa thôi đúng không? Một thanh niên nữa trốn sau góc nhà này. Đừng có trốn trong cũi chó như thế. Bạn ơi. Ra ngoài đi, ra ngoài đón ánh sáng mặt trời đi. Rồi ôi cứ rui rúc, quả là chui chúc ở trong nhà làm cái gì? Chả hiểu nổi ông này luôn đấy. Suy nghĩ cò hủ thật sự luôn. Không khác gì con ếch ngồi đáy giếng. Ok, được rồi, trang bị cái giảm thanh vào cái khẩu trường AK này, tuyệt vời mặt trời luôn. Quá là đẹp phải không mọi người? Tuyệt vời mặt trời luôn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến ra cái khu vực khác thôi. Đấy mọi người thấy không? Thính thì bình thường là nghe nó phải có tứ hướng khác nhau. Đây là bốn cái hướng ở ngay trước mặt mình lại đều có bốn ống thính cơ, sáng loẹt cả mắt ra. Không thể tin nổi. Vậy chúng ta cứ tiến ra, nếu mà mọi người mà không biết kiếm người đâu ấy thì chỉ có chạy ra những khu vực này thôi. Thì mình đảm bảo mọi người dù ít hay dù nhiều thằng nào sẽ bắt được một vài con bò lạc. Đấy, vừa là cái là bắt được một con bò lạc này. Ai à, mày chạy đâu em ơi? Ơ, vuốt vào đầu rồi. Vuốt vào đầu chứ chết. Ui giời ơi, thằng này sao mày sức sống mạnh liệt thế em ơi? Rồi không sao. AK đã đục xuyên bông keo rồi nhá. Mày ra đây em ơi. Mày ra đây nào. Mày chạy đâu. Ôi giời ơi, vẫn trốn sau bông keo à? Nào, chỉ trốn sau bông keo bạn đây. Bạn sống được sao được? À, bây giờ chuyển ra gọi là chú ở gốc cây à? Đây thì chú ở gốc cây thì bạn đây ăn quả lựu đạn đi. Sẽ không sống được không? Nào, ra đây, chạy đi nào, chạy đi. Ôi giời ơi. Nó vẫn còn bông keo. À, nó gì? Mày đùa, phi dao này, mày dậy, lại chỗ cây, mẹ cái đậu xanh, phía dưới lại có thêm thằng nữa anh em ạ, đông vãi trưởng ra luôn đấy, mèo hiểu sao mà nó cứ nhằm nó bắn vào mình, tôi biết là cái bộ đồ người nhẹ của tôi, của bộ đồ người nhẹ tôi ấy là nó đẹp sẵn rồi, nhưng mà mèo không cần thiết là phải nhắm vào người tôi như thế đâu, mèo hiểu không? Từ từ để tôi chạy ra cái khu vực khác nha anh em nhá, úi giời ơi, cuốn máu đầy luôn, hợp lý luôn anh em ạ, nào bây giờ chúng ta sẽ check thử ở bên trong cái ống kính này xem có được cái trang bị gì ở bên trong nào, ấy xài đạn. Đã sức trường luôn, hợp lý luôn anh em ạ. Nào người đâu? Người đâu rồi anh em ơi? Ơ, không thấy người đâu. What the hell lên em ạ, mẹ biểu kiểu gì? Ô, rõ ràng phải tìm thằng. À, đây rồi. Có cái quả gọi là tường băng này. Là tôi biết là có người rồi. Mày chạy đâu? Rồi, ôi, vẫn dựng ra cái quả kẹo em ạ. Mẹ thằng này tay nhanh hơn não. Sợ thật sự luôn đấy. Mình chơi điện thoại, mình gọi là mình phản ứng không kịp anh em ạ. Chỉ có những ông chơi PC gọi là mới bắn được thôi. Nào, từ, đâu rồi, người đâu rồi, nào, mày này dăm ba quả ống keo này, dăm ba mấy quả mới cao, vỡ đầu luôn em ạ, đùa với nhà chùa, đùa với tôi vẫn được à, vỡ và phận tôi dã cho không trượt phát nào rồi nhá, đấy, và bây giờ thì mọi người đều biết là cái vòng bò chúng ta còn rất là bé, ui người đấy, ui rồi, tự nhiên một con bò lạc nó chạy ra nó hiến mạng mình, ui tuyệt vời quá, ui rồi ôi, Tết năm nay người ta gọi là đi ăn Tết của tôi đi ăn mạng nhá, ui rồi ra đây nào bạn này. Sợ ngay. Mọi người biết không? Bây giờ là hiện tại đã xuống trường mình hết rồi này. Mình sẽ xuống dưới và loot thêm ít đồ mọi người nhá.
Và mọi người biết đấy, bởi vì vừa lấy là ở cái khu dân cư là mình có mua sẵn rất là nhiều cái trang bị gọi là mini drone rồi, không khác gì là cái mini UAV ấy. Đấy, thì với những cái trang bị này mình sẽ sử dụng, hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng để làm sao là có được cái lợi thế trong cái việc giao tranh em nhá. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái thiết bị này luôn. Đứng ngay trước mặt này, giữ cái nút bắn cái là chúng ta sẽ sử dụng được cái trang bị UAV rồi. Rất là đơn giản anh em ạ, mini drone. Ôi giời ơi, em thấy gì chưa? Vòng bò bé tí gọi là đất chật người đông, một gọi là một cái vùng đất mà tận bốn tầng ở này phải gọi là lực bất em ạ. Một thứ nhất nhá. Gì gì? Tiếp nào? Một thứ nữa nào? À không biết mình đang tiến tới à. Ui giời, lợi thế vẫn trưởng ra. Ui giời ơi, lại thêm bạn nữa rồi. Mạng cuối cùng của tôi em ơi, sắp win đến đích rồi. Quả này mà không win nữa bây giờ lạ nào. Nào đâu? Đâu rồi? Người đâu rồi? Mình nghĩ là nó chỉ ở quanh đây thôi. Đâu rồi, em đâu rồi em ơi? À đây rồi, em chạy bò, lại chạy bò này em ơi. Chạy đâu phải nắng, rồi anh chạy cho chú nó tất đắng vào này. Ăn liều đi em ơi. Ôi chết, ấn nhầm bật tính năng rồi. Nào, ăn liều đi. Ăn liều đi, ông sống làm sao được. Ông đùa với nhà chùa. Nào đùa với tôi. Đùa với tôi này, cầm súng ăn tôi vã ông cho ông không trượt phát nào luôn. Ok, và là mình đã giành top 1 rồi. Và nếu như anh em thấy video mình hay ấy, thì anh em đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube để ủng hộ cho mình anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều.